cả nhà. Bây giờ mình giới thiệu cho cả nhà một món đặc sản ăn không mệt. Bí mật, bây giờ bật mí. Đùa thôi, mình ăn cơm hoài mà có bạn hỏi là Trúc ơi, sao ăn cơm nhiều mà sao không lên ký? Bây giờ mình xin giới thiệu, đây là gạo đay ẹt. Ăn không lên ký. Trúc ăn tô tô tô, một ngày Trúc ăn 2 tô, có thể ăn 3 tô. Trời ơi, nhưng mà gạo này mình nói trước nha, nấu nước chớ nhiều, không có dẻo như những cái gạo dẻo nha. Nếu mà bạn nào mà không biết ăn thì chơi gạo đây rất là dễ, tại vì nó lạt, nó không có độ ngọt, nó dành cho những người bị tiểu đường nè đó, dù nó dành cho những người ăn không bị mập nè, không có đường nè, không lên ký nè đó. Gạo đây mình mua ở BJ, ở BJ đó. Có biết bao nhiêu một bao không? Nó còn có 18 đồng 99, là cho 19 đồng một bao. Mình mua tới 3 bao mình ăn, à bữa giờ còn. Mình mua mấy bao luôn. Oh my god, con mấy con chuột nó vô nó đục. Trời ơi, mình mua mấy bao luôn, bây giờ nó mua nó vô nó đục hồi nào chứ trời. Đó, thấy chưa, gạo đây nha cả nhà, ở BJ bán nha. Mình mua mấy bao lận đó. Chết rồi, đổ một bao rồi. Chuột có thấy không cả nhà? Tôi giữa ra, tôi thấy con chuột, tôi bye bye cả nhà nha. Đang nói ngon quá, tôi mất, tôi sợ nó lắm. Gạo đây nó nở lắm, cả nhà chứa nước nhiều nhiều vô nha. Trúc hồi nãy giới thiệu bao gạo đó, ăn nó không có đầy ẹt. Nó không quên, ăn nó không. Quay lại đi. Đó, hồi nãy Trúc giới thiệu cái bao gạo đó đó, ăn nó không có mập nha các bạn. Chào cả nhà nha, các bạn bên Mỹ tìm mua gà muốn ăn cơm ngon á thì đi qua BJ á, mua cái loại gạo đó đi ăn nha. Nè, nấu nó rời ra gì nè, nó khô gì nè, chứ nó không có được dẻo, nhưng mình ăn nó ngon, nó không có bị mập. Thành Trúc ăn nhiều, một mình Trúc ăn đó. Còn ở nhà cả nhà mình ăn hai loại gạo, gạo dẻo thì cha con nhà nó ăn, còn mình ăn gạo khô như vậy nè, Trúc phải nấu một miếng ăn. Giờ cái đây rau lan á, Trúc mua cái đọt rau lan nè, về ruột ăn với mắm nêm. Còn cái cọng của nó Trúc ngâm nè, đỡ chiều nên Trúc đi trồng, xẻ nữa nè, ngâm xong đi trồng. Mùa hè tới rồi đó. Như cái đọt mùng, cái ghi mùng tơi nữa này, mình cũng vừa giải hột mà vừa sắt cái này nè, ngâm nè, để đi ra dăm trồng. Mùa hè tới rồi, mình trồng rau mình ăn. Đây là mình luộc rau, rau dền, rau lan thì mình ăn với cái chay đây, mắm nêm chay, dẻ ớt tỏi nữa. Ngon lắm nha, dẻ ớt tỏi đó. Không có cái này nó cũng phe sẵn nhưng mà Trúc thích dẻ ớt tỏi. Giờ bắt đầu mình luộc rau để mình ăn cơm đó. Trúc dẻ nè, dẻ ớt tỏi tí đường, nạo miếng chanh vô. Ngon quá, chấm rau lan rồi hết sảy luôn á. Cha mắm nêm nè, mắm nêm chay nè, chở vô. Thơm, nó làm thơm lắm nha. Nó làm thơm quá, ăn cay quá, cay lắm các bạn ơi. Ngon quá, dở vô thêm tí nữa. Rồi, mình chuẩn bị ăn cơm nha. Rau lan luộc, chấm mắm nêm. Cay cay, chua chua ngọt ngọt. Rau lan mình đã luộc xong rồi, giờ mình vớt ra, mình ăn với lại mắm nêm nha. Trời ơi, nó ngon gì đâu luôn á. Cái đọt có mình hái mình ăn, còn cái gốc của nó á, mình ra mình dăm cái nó lên rồi nha cả nhà. Trời ơi, vớt đi, tắt lửa vớt đi, tắt lửa vớt rau ăn thôi. Ngon lắm. Ngon quá à.
cho nó ráo một chút đi. Mình để ra chỗ nhé, cho nó ráo một tí lý mình ăn. Đó, miếng mắm nêm sẵn nè. Để rổ cho nó ráo một chút. Để xong rồi, mời cả nhà ăn cơm với Trúc. Bữa cơm rau lang chấm mắm nêm đậm bạc nha, nhưng mà nó ngon bá cháy luôn. À, cơm nè, cơm cái gạo đó đó. Nấu nó vừa khô ngon mà Trúc lại thích ăn cái gạo này. Nếu mà các anh chị em cô bác ăn cái này nó đai ẹt với nó không có bị tiểu đường. Mà ăn cái gạo này thì nó hơi bị khô như vậy nè. Cái gạo nó khô gì nó không có dẻo. Mà nó rời ra gì nè. Thôi mời cả nhà ăn cơm nha. Ăn cơm thôi. Cơm chấm nêm ngon quá. Mắm nêm. Nó làm cái vị như mắm nêm thiệt ghê. Ăn với rau lang á. Rau lang mình luộc á cả nhà. Mình bỏ tí xíu muối vô cho nó tanh. Ngon quá à. Cái mắm nêm này nè, mình về mình chế biến. Mình vẽ ớt tỏi đồ. Chanh đường rồi vô. Ăn nó ngon gì đâu luôn á. Ngon quá à. Ăn hết nồi cơm luôn á. Cái gạo đây ăn hồi nó không có lên kiếp. Múc cái nước mắm nè. Bỏ vô. Ngon quá. Ngon quá, ngon luôn. Ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Một tô rau một mình Trúc ăn. Mình luộc á, nhớ bỏ tí xíu muối. Nước sạch sôi rồi ra nó xanh như vậy nè. Nó xanh lắm. Ngọt ha. Ăn rau nhiều hơn. Ngon quá. Do cái mắm nêm chay nó làm, mà mình phải dẻ thêm. Mình dẻ lên nó ngon, chứ mình không dẻ là nó không có ngon. Mình bỏ nêm về vị ớt tỏi chanh đường. Ôi lâu lâu ăn này mà nó ngon quá cả nhà ơi, chịu không nổi luôn á. Ăn nó phê lắm. Nhà đừng cười em nè. Làm miếng nó vô. Luộc cái lé không thì nó không ngon. Bữa ăn đơn giản vậy á. Chúc cái nhà ngày mới vui vẻ chúc lần nha. Ngon. Ngon quá mà. Ông trẻ mà ông thấy mình ăn á, ông cười biết không. Nó ba ba mình ngon quá.
Qua cả nhà nha. Chúc cả nhà mới tốt lành, vui vẻ. Nhớ subscribe dùm cho Trúc đó nha. Cảm ơn cả nhà nhiều, hẹn các video sau nha.